Hello, chào các bạn. Chào tất cả các bạn. Chúc các bạn buổi sáng thứ năm vui vẻ. Vâng, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 3 các bạn. 7 tháng 3. Và bây giờ là 8 giờ kém 15. Hôm nay Luân đi đâu Luân? Anh đi thi bằng lái A1. Vâng, bạn Luân mới sinh nhật 18 tuổi cách đây 1 tháng. Đó, và bây giờ hai cha con sẽ đi tới trung tâm để thi A1 các bạn. Hôm nay thầy hẹn ở đó rồi, hẹn lúc 10 giờ rưỡi. Yeah, đi Luân ơi. Hồi hộp không Luân? Đúng không, hồi hộp lắm. Đâu có học hành gì đâu mà hồi hộp. Đi thi A1 cho thằng Út các bạn. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là nhóc Luân. Đó, nhóc Luân năm nay 18 tuổi các bạn. Đây là cậu con trai út của tôi các bạn. Vâng, tôi có 3 thằng con trai. Đó, hai anh kia thì lớn rồi. Còn đây là cậu út, là cậu thứ 3 đó, cậu nhỏ nhất. Thì vừa mới sinh nhật hôm 27 tháng 1, tức là hôm trước Tết ấy. Thì rồi, lúc đó là Tết cho nên mình không có đăng ký thi được. Tất cả các văn phòng đều nghỉ Tết và ngưng hoạt động. Đó, và sau Tết thì tôi mới đăng ký. Đó, và đăng ký khoảng độ 2 tuần thì được thi các bạn. Thi A1. Vâng, các bạn nào mà sinh năm 2006, tức là 2K6 thì chắc chắn là đang rất là sốt ruột, chờ mong mong tới ngày sinh nhật của mình để được đi thi bằng lái các bạn ha. Đó, theo luật của Việt Nam thì cứ vừa sinh nhật của mình xong thì ngày hôm sau có thể cầm thẻ căn cước để tới đăng ký thi rồi. Vâng, tôi đăng ký cho bạn Luân là qua dịch vụ các bạn ạ. Đó, mình làm qua dịch vụ của thầy Quang. Tức là dịch vụ thì mình không có phải đi đến trường thi này để mà nộp hồ sơ và mua hồ sơ. Đó, mình chỉ liên hệ qua Zalo thôi, gửi thẻ căn cước rồi hình ảnh vân vân và chuyển khoản. Đó, thì thầy sẽ hẹn ngày lên thi. Rất là đơn giản. Đó, chi phí là 900.000 đồng cho bằng thi A1. 900.000 đồng. Mấy năm trước thì hai anh trai của bạn Luân đó là cũng tự đi đăng ký thi các bạn. Rồi tới ngày thi thì cũng tự đi thôi, chứ tôi không có đưa đi. Đó, hồi đó mình còn thoải mái. Hồi đó công an còn thoải mái đó. Chạy xe bừa luôn. Còn bây giờ mình sợ công an bắt vì chưa có bằng lái á. Cho nên Luân thì mặc dù là tôi đã mua xe cho rồi. Đó, mua cho chiếc Vario rồi. Nhưng mà không dám để tự đi mình, sợ không bằng lái bị bắt phạt nhiều tiền lắm. Cho nên là tôi phải chở đi. Tôi phải chở đi tới đây, chở tới đây thả ở đây rồi tôi đi làm các bạn. Còn hai anh của Luân ngày xưa thì tự đi luôn. Tôi cũng chẳng nhớ là đi với bạn bè hay là tự lấy xe đi hay không nữa. Bây giờ mình cẩn thận. Đó, tới đây tôi thuê chiếc quay này cho bạn Luân tập chạy. Tại vì đây là chiếc xe gần giống với chiếc xe thi ở đây. Đó, thuê 50 ngàn là được 30 phút. Đó. Vâng, trong cái hồ sơ mà mình đóng tiền 900 ngàn thi ấy, thì cũng được tập xe trong vòng 2 tiếng. Đó, cũng được tập trong vòng 2 tiếng nha. Nhưng mà mình không, ngoài này nó nắng lắm, mình không có sức đâu mà mình tập 2 tiếng liền. Đó, cho nên là tập rồi phải nắng phải đi vô rồi nghỉ. Cho nên là tôi tranh thủ buổi sáng 7 giờ 7 rưỡi mình tới rồi. Hình như là 8 giờ thì phải các bạn. Đó, mình tới trước 2-3 tiếng đi, mình tập thi rồi mệt rồi mình nghỉ. Chứ đợi tới lúc mà họ cho thi á, thì khó lắm. Nắng chịu chạy không nổi á. Vâng, bạn Luân thì tôi đã tập cho chạy xe bây giờ là 18 tuổi, tôi tập cho chạy xe từ hồi 12 tuổi á. Đó, 12 tuổi là đã biết chạy xe số rồi. Đó. Và 3 năm cấp 3 là cũng chạy xe 50 rồi. Đó, rồi hồi lớp 8, lớp 9 là cũng đã chạy xe 50 rồi. Cho nên là mình cứ nghĩ rằng biết chạy xe rồi. Thì vào đây, ôi ba cái vòng số 8, số 3 này, rồi vượt qua cái đường hẹp, rồi zig zag,
rồi đi qua cái gồ ghề là dễ dàng. Mà tới đây tôi mới sực tỉnh. Vâng, tới đây tôi mới sực nhớ ra, tôi mới òa ra là không phải đơn giản đâu ạ, mình phải tập. Trước giờ là Luân chưa tập lần nào luôn. Đó, thì vào chạy là bị cán vạch hết. Đặc biệt là cán cái chỗ mà vừa mới ra số 3 để đi vào cái đường thẳng á, đường hẹp á. Đó, vào chỗ này, chỗ vừa mới đi hết xích rắc để đi vào cái đường gồ ghề đó là dễ bị leo lề lắm. Dễ bị leo lề lắm ạ. Vâng, tóm lại là bạn Luân chỉ có tập chạy ở đây thôi, chứ không ở nhà chưa có tập. Đó, đây là trung tâm sát hạch lái xe quận Tân Bình. Đó, nếu các bạn thích thì ở đây. Đó, thì hãy đăng ký online qua Zalo của thầy Quang ha. Thi ở đâu thì cũng còn tùy các bạn. Đó, sân nào rảnh thì thầy Quang sẽ liên hệ giới thiệu cho mình. Đó, nếu các bạn bạn Luân thì thi học lý thuyết thì tự học ở nhà rồi. Ở nhà tôi có cái app chạy trên máy tính á, y chang như là khi đi thi luôn. Chứ các bạn tập trên điện thoại nhiều khi nó cũng không giống lắm á, rồi nó bỡ ngỡ nữa. Đói bụng không? Đói bụng. Cảm giác sao, có hồi hộp lo lắng gì không? Không hồi hộp lo lắng gì hết. Thằng con tôi đi thi mà tôi còn đau tim hồi hộp hơn là nó thi luôn. Vâng, đây là cái sân thi thật đấy các bạn. Đó, cái chỗ này là chỗ thi thật này. Ở đây họ không cho quay phim chụp ảnh, cho nên mình không có quay được các bạn ơi. Lúc này tôi ra bãi xe rồi đi về thôi, chứ đứng đây họ cũng không cho quay. Mình quay lén được một chút chỗ này. Đó, thì 12 rưỡi là được thi. Đó, tôi về nhà và chờ tin nhắn của bạn Luân. Kết quả cuối cùng, và kết quả cuối cùng là Luân thi lý thuyết là được 25/25, không có sai câu nào. Còn thi thực hành là 100% điểm, tức là không có phạm lỗi nào luôn. Quá ghê gớm bạn ha. Đó, mặc dù là học lý thuyết thì chỉ học trước đó có một tuần thôi, tự học tại nhà. Còn tập chạy xe này thì hôm nay mới là tới đây tập nửa tiếng ở đây này. Đó. Vâng, các bạn nào 2K6 thì chờ mau mau chờ tới ngày sinh nhật của mình để đi thi lấy bằng lái chạy xe các bạn ha. Đó, và sau khi thi tính từ ngày này thì 25 ngày mình mới được lấy bằng lái các bạn. Quá là lâu đi. Vâng, 25 ngày là gần 4 tuần rồi. Quá là lâu, quá là sốt ruột. Không biết các bạn có thấy như vậy là lâu không? Mình mua cái xe thì chỉ 2 ngày có bảng số. 1 tuần là đã có cả vẹt. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.